Các bạn đã từng thấy một con rùa núi to như thế này chưa? Trông giống rùa chứ? Đây chính là lá. Trong rổ còn một cái nữa. Mọi người biết cái này trên tay tôi là gì không? Cái này gọi là địa bất dung, cũng gọi là kim tuyến điếu quy. À, trước đây khi có dịch bệnh, cái này rất hát, có nhiều loại cây như thiên cân đằng, cũng chính là thứ này đây. À, để tôi giới thiệu cho mọi người biết tại sao nó lại gọi là địa bất dung. Thực ra, nó mọc trên mặt đất, không mọc dưới lòng đất. Nó mọc ra từ bề mặt đất, không cần phải đào, chỉ cần kéo là nhổ lên được. Chỉ có một số rễ bám vào mặt đất, nhưng toàn bộ nó mọc trên mặt đất, vì vậy gọi là địa bất dung. Còn tại sao gọi là kim tuyến điếu quy? Chúng ta hãy nhìn vào lá của nó, xem thử lá này. Trên bề mặt lá có nhiều đường vân, giống như vỏ của con rùa, nên người ta cũng gọi nó là kim tuyến điếu quy. Ý nghĩa của nó là mang lại sự thịnh vượng. Nhiều người dùng nó để làm cành, nhưng nó cũng là một loại dược liệu. Ở đây tôi đã phát hiện ra một cây rất lớn. Hãy nhìn cái lá này. Nó ở trên đây. Nhưng tôi đã nhổ cây này rồi. Cây này chính là cây này. Cây này rất lớn. Có lẽ hơn 10 năm tuổi. Loại này thông thường không lớn như vậy. Vậy nên loại này đã rất lớn rồi. Chúng ta sẽ xem có còn cái nào nữa không. Chúng thường mọc trên mặt đất. Đúng vậy. Cũng vì vậy mà nó được gọi là địa bất dung. Nó không mọc trên mặt đất, mọc ở dưới mặt đất, chưa được nhổ. Tốt. Mê mơ. Chỗ này có vài cây mà tôi đã nhổ rồi, giờ không còn nữa. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho mọi người biết lá này, bởi vì nó rất giống với phấn phòng tử, nhưng cũng có một số điểm khác biệt. Chúng ta hãy nhìn xem. Đây chính là lá của kim tuyến điếu quy. Lá của nó không có lông, và mặt trên của lá cũng không có lông. Nhưng lá của phấn phòng tử có lông tơ mịn, rất nhiều lông. Chụp không rõ. Nhìn thử xem. Nhìn rõ chưa? Đợi chút, tìm một cây phấn phòng tử để so sánh. À, đây có một cây nữa. Địa bất dung thường mọc trên mặt đất. Đúng vậy, nó mọc rất nhanh. Đôi khi có rất nhiều cây mọc lại gần nhau, nhưng phần lớn mọc đơn lẻ. Một cây mọc cách xa các cây khác. Nếu so sánh với phấn phòng tử, chúng ta sẽ thấy phấn phòng tử không mọc nhanh như vậy, nhưng chúng có lông tơ, còn kim tuyến điếu quy thì không có. Chính vì điều này, chúng ta có thể phân biệt rõ ràng. Mọi người xem thử, kim tuyến điếu quy không có lông tơ, nhưng phấn phòng tử thì có. Nhìn kỹ xem, đây, phía trên, không có lông tơ, và trên mặt lá, cũng không có lông tơ. Chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng. Mọi người chú ý khi nhổ kim tuyến điếu quy, để tránh nhầm lẫn với phấn phòng tử. Tôi đã tìm được cây này. Mọi người nhìn xem, trên lá không có lông tơ. Cây này rất to. Nó đã hơn 10 năm tuổi và mọc rất gần mặt đất. Vì vậy rất dễ dàng nhổ lên. Nó đã nhổ lên rồi. Đúng vậy. Bây giờ đã nhổ lên rồi. Đây là kim tuyến điếu quy, còn đây là phấn phòng tử. Mọi người nhìn thấy sự khác biệt chưa? Kim tuyến điếu quy không có lông tơ, nhưng phấn phòng tử thì có. Kim tuyến điếu quy không mọc dưới lòng đất, mà mọc trên mặt đất. Và rất dễ dàng nhổ lên, nhưng phấn phòng tử lại mọc sâu dưới lòng đất. Rất khó để nhổ lên. Chúng ta hãy nhìn kỹ lá của phấn phòng tử. Lá có lông tơ mịn, rất khác so với kim tuyến điếu quy. Chính vì vậy mà chúng ta có thể phân biệt được kim tuyến điếu quy và phấn phòng tử. Mọi người có thể thấy rõ không? Oh, thank you so much.